Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cái cảm giác không an toàn về tài chính là cảm giác bị mắc kẹt khi số hóa đơn phải trả nhiều hơn mức thu nhập có được, hoặc chỉ là cái cảm giác không thể vượt lên phía trước mà không gây thiệt hại cho một ai đó. Và ý của tôi là tất cả mọi người đều đang tìm kiếm một cách nào đó để có thể kiếm tiền tại nhà. Ngay từ nhà tạo mũ tóc, hướng dẫn viên yoga, giáo viên, doanh nhân, nội trợ, giới trẻ hay bất cứ công việc nào bạn có thể nghĩ tới. Lúc ngành kinh doanh trực tuyến tại nhà đang bùng nổ, trong khi hầu hết mọi người phàn nàn và nghèo đi, thì có nhóm người khác tìm cách tận dụng lợi thế của tình hình này bằng cách cung cấp các sản phẩm online và một cơ hội trực tuyến cho người khác có thể kiếm tiền tại nhà từ bất kỳ đâu trên thế giới. Vì thế, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta cần làm một cái gì đó. Câu hỏi đặt ra là, cái gì đó thật mới, cái gì đó thật khác biệt. Quảng cáo và bán cùng một thứ đã cũ giống như một người già bị tra tấn vậy. Ta cần một thứ gì đó không cạnh tranh và không thể từ chối được trên thị trường. Và sẽ thế nào nếu có thứ gì đó có thể mang đến cho bạn lợi thế trên mọi thị trường? Ý tôi là hãy tưởng tượng, nếu công việc kinh doanh tại nhà của bạn từng là du lịch, chỉ du lịch và không có gì khác, hoặc sản phẩm dinh dưỡng và chỉ có dinh dưỡng. Trong khi một vài người thích du lịch, còn một vài người lại rất ghét sân bay và họ thậm chí còn không muốn di chuyển. Còn những người khác thì thà chi tiền cho những chiếc bánh burger béo ngậy hơn là những viên thực phẩm chức năng bổ dưỡng. Rất nhiều người loay hoay qua nhiều công việc khác nhau bởi vì những công ty này thường chỉ có một dòng sản phẩm hướng tới, chỉ một đối tượng khách hàng, và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người thất bại vì họ không có một sản phẩm dành cho tất cả mọi người. Hãy nghĩ tới tất cả những người bạn trên mạng xã hội hoặc những người hàng xóm của mình. Sau đó, bạn thong thả đi dạo bộ với chiếc quần yoga, uống cốc sinh tố $15 cực kỳ lành mạnh và dùng những tinh chất tốt cho sức khỏe. Còn những người giỏi công nghệ, người mà luôn cập nhật những thiết bị mới nhất, tân tiến nhất, thì họ lại không uống những ly sinh tố giàu dinh dưỡng, mà họ lại thức khuya, ăn khoai chiên và uống Red Bull cả đêm. Bạn không thể đưa tất cả những nhóm người đã kể trên từ Facebook của bạn vào cùng một danh mục. Vậy giải pháp là gì? Một công việc kinh doanh tại nhà hoàn hảo là có danh mục đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ không ngừng phát triển để phù hợp với tất cả mọi người, trên mọi thị trường ở mức giá phù hợp, để mọi người có thể chi trả được. Nếu bạn có thể cung cấp một thứ gì đó cho tất cả mọi người, giả sử 10 thứ khác nhau, bạn sẽ tăng cơ hội thành công lên gấp 10 lần bởi vì bạn thực sự có thể. Còn thứ gì đó mà họ muốn không chỉ mua một lần mà còn được quyền lựa chọn, không chỉ là cung cấp cơ hội mà còn là bảo mật thông tin. Hầu hết các công ty đều nói rằng sản phẩm của họ là tốt nhất bởi vì sản phẩm của họ được thiết kế, đã được ra mắt và tìm ra thứ tốt nhất không thiên vị. Với mục tiêu đưa sản phẩm tốt nhất trên hành tinh vào trong tay bạn và tạo ra một nguồn thu nhập phụ, không chỉ là một điều tốt đẹp mà nó là điều cần thiết và ByDesign muốn hợp tác với bạn. Không chỉ là một khách hàng bình thường, không chỉ là thêm một nguồn thu nhập mà còn là một cơ hội thực sự để đảm bảo tài chính dài lâu. Bạn thấy mục tiêu của chúng tôi là rõ ràng, đặt bạn vào vị trí hoàn hảo để chiến thắng, giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình để giúp bạn viết lên câu chuyện thành công mới. Chào mừng đến với kỷ nguyên mới! Nghĩ đến Costco, nghĩ đến Amazon, nghĩ đến ByDesign.